Thực tế là so với các nước khác trong khu vực, khoản đầu tư chuyển đổi số của Việt Nam là khá lớn. Điều này cho thấy tầm nhìn hợp thời của chính phủ. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì mức độ số hóa hiện nay chưa cao. Do đó, cần tập trung nguồn lực vào lĩnh vực tiềm năng, mang lại lợi ích rõ ràng. Việt Nam có thể bắt đầu với thế mạnh của mình là ngành sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh dân số Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2017, nên cần đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo giảm lao động nhưng vẫn nâng cao năng suất. Ngoài ra, một số lĩnh vực tiềm năng khác cho việc số hóa mà tôi có thể kể đến như là thương mại điện tử với mức tăng trưởng 25% mỗi năm hay là ngân hàng số. Trong thời đại của truyền thông số hiện nay, thông tin cần được phát đi nhanh chóng nhưng phải hiệu quả và chính xác. Bởi vậy, mấu chốt quan trọng là cần phải tin tưởng được nguồn tin của bạn. Thật tuyệt vời khi một cơ quan truyền thông chính thống như Đài Truyền hình Việt Nam có thể tạo ra hệ sinh thái thông tin kinh tế VTV Money để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Đây chính là những gì mà xã hội cần. Tôi rất hào hứng khi chứng kiến sự phát triển của các chương trình, những mảnh ghép mới trong hệ sinh thái VTV Money. Xin chúc mừng VTV Digital. Trước đây thì ví dụ như là với các hình thức là truyền thống ngày trước, ví dụ như báo giấy hay là các hình thức truyền thống, thì để truyền tải được thông tin đến toàn quốc là cũng đã mất một khoảng thời gian. Chưa nói đến việc là mình muốn truyền tải được những thông tin của doanh nghiệp ra toàn cầu. Thì ngày nay với ứng dụng của truyền thông số thì đây đã trở thành một việc rất là dễ dàng. Thì không chỉ là giúp cho doanh nghiệp là tiếp cận được nhiều khách hàng hơn về mặt độ tuổi, ngành nghề cũng như là vị trí địa lý mọi nơi mọi lúc, thì thực ra là truyền thông số còn giúp cho khách hàng là có được thêm những cái kênh feedback ngược lại cho doanh nghiệp để nâng cao trải nghiệm chăm sóc khách hàng. Truyền hình số đã ra và cái hệ sinh thái của truyền hình số đã đáp ứng rất kịp thời những thông tin, những cập nhật hàng ngày và cũng chống được các cái rủi ro. Quan trọng là cái lĩnh vực rủi ro thì truyền hình số đã truyền đạt những thông tin và cảnh báo những thông tin để có thể chúng tôi tránh được cái rủi ro như vậy. Nó rất hiệu quả đối với ngân hàng trong tình hình hiện nay. Trong cái lĩnh vực này thì VTV Digital ấy là cái cơ quan truyền thông phải nói là có những cái bước tiến thay đổi rất là vượt bậc. Đối với cá nhân tôi thì hay là ngành chứng khoán thế thì thông tin là điều vô cùng quan trọng và VTV làm rất tốt cái việc mà cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, nhanh chóng cho nhà đầu tư. Với cái vai trò hơn 50 năm của VTV thì tôi nghĩ là cái uy tín và cái mạng lưới của VTV rất là rộng lớn cùng với đội ngũ khán giả rất là đông đảo. Thì chúng tôi cũng thấy là rất là vui vì cái sự phối hợp của VTV cùng các cái đơn vị cơ quan chủ quản để đưa ra các cái thông tin truyền thông rất là kịp thời cho thị trường nhà đầu tư. Và chúng tôi cũng cho rằng VTV sẽ ngày càng phát huy hơn cái vai trò của mình trong cái sự nghiệp xã hội hóa chứng khoán rồi số hóa ngành chứng khoán cùng với nhà đầu tư Việt Nam và chính phủ. Để tiếp cận được người xem thì chúng ta có thể truyền bá được những cái tư tưởng đúng đắn, được những cái thông tin gọi là chính thống. Thế cho nên là cái nền tảng số của VTV tôi nghĩ rất là quan trọng trong cái vai trò này. Với những cái sản phẩm số và trên những nền tảng số thì cái việc tiếp cận đông đảo người xem sẽ tốt hơn rất nhiều. Qua đó chúng ta sẽ truyền bá được những cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như là đưa được những cái thông tin tốt, chính xác đến những người nghe, người xem. Việc phát triển cái kênh truyền thông phi truyền thống như vậy theo cái xu hướng mới là hoàn toàn phù hợp. Từ góc độ doanh nghiệp thì mình cũng đánh giá đây là một cái bước chuyển đổi số hết sức quan trọng của VTV. Vì chúng ta cũng đều biết rằng nhu cầu của khách hàng nói chung là về cái kênh thông tin và qua cái môi trường số rất là nhiều. Thì trong đó thì yêu cầu của khách hàng sẽ là gì? Cái thông tin thì phải có cái tính cá thể hóa cao hơn, tính thời sự nó cao hơn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. Thì mình cũng tin rằng là với cái đội ngũ làm tin tức hùng hậu như của VTV cũng như cái nền tảng công nghệ mà VTV đã được đầu tư thì VTV có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu này của khách hàng.